Hello, chào cả nhà. Hôm nay mình hướng dẫn làm món xí mại trứng muối nha cả nhà. Thường thì xí mại trứng muối nó có hai loại. Một là mình nắn xí mại xong rồi thì mình để cái trứng muối trên mặt nha. Hấp. Hai thì hôm nay mình sẽ làm là xí mại trứng muối, thì trứng muối mình sẽ bóp chung với thịt luôn nha cả nhà. Rồi, xí mại trứng muối hôm nay thì mình có thịt xay. Thịt xay thì nó sẽ có là 80% thịt và 20% mỡ nha cả nhà, nếu không thì nó sẽ khô và nó cứng nha. Ở đây có trứng muối, đây là nửa ký thịt. Và mình sẽ bóp vào đây ba cái trứng muối nha. Rồi hành phi, tỏi phi và đặc biệt là không thể thiếu củ sắn nha, vì củ sắn nó làm cho mềm cái xí mại nha cả nhà. Thêm một tí bột năng cho nó gắn kết hơn, tí bột ngọt, tí đường, tí tiêu và sẽ một muỗng nước mắm nha cả nhà. Giờ bắt đầu đây là một tí hành mình đã băm nhuyễn, giờ mình sẽ trộn đều hết lên nha cả nhà. Rồi, cho tí bột ngọt, rồi tí đường, tí tiêu, tầm có nửa muỗng cà phê đường với nửa muỗng cà phê bột ngọt thôi cả nhà. Rồi, cho củ sắn vô. Củ sắn thì cái cổ sắn mình cho nửa củ nè, nhỏ nhỏ vừa vừa thôi, băm cho nhuyễn ra. Củ sắn thứ nhất là mình để vào cho nó ngọt và nó sẽ mềm cái xíu mại mình ra nha, nó rất là ngon. Ra từ bỏ trong trắng hết, mình chỉ lấy trong đỏ mình rửa qua rượu nha. Nó không rửa qua rượu thì nó rất là thanh và nó không có ngon nha, nó không thơm nha. Mình rửa qua rượu loãng đi rồi rửa lại nước thì nó cái trứng nó sẽ thơm và ngon hơn nha. Rồi mình đã bóp cái muối xong thì mình giờ mình cho một muỗng nước mắm vào, nước mắm ngon mình cho một muỗng vào nha. Phi, hành phi vô, rồi mình cho cái bột năng vô, tí bột năng vô nha. Bột năng thì để cho nó gắn kết cái viên xíu mại của mình. Rồi giờ mình dò viên xong mình đi hấp, xong rồi mình làm sốt cà chua là xong rồi cả nhà. Rồi giờ mình cho xíu mại mình hấp nha. Rồi mình cho cà chua vô, 7 cái viên xíu mại mình cho một chén cà chua. Ở nhà muốn ăn cà chua hơn thì mình cho nhiều hơn cà chua hơn. Một muỗng nước tương, nửa muỗng dầu hào, nửa muỗng đường, xíu bột ngọt. Thì cho nước sương không có thì mình cho nước dừa nha, cho một tô nước dừa. Cho thêm giá nước lọc. Và khoảng độ một muỗng nước mắm vô. Sôi lên ta cho xíu mại vô. Rồi. Món xíu mại của mình đã xong rồi, mình cho tí bột bắp vô nữa nha. Cho tí nước bột bắp vô cho nó cái nước nó sạch sạch xíu cho ngon nha. Hành vô. Rồi, kết thúc món xíu mại trứng muối. Chúc cả nhà mình thành công với món này nha.